Dạ vâng, hôm nay bên tuyển chọn Tuấn Hưởng xin kính chào tất cả các bác đam mê đội trên toàn quốc. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây, cửa hàng Bên Tuấn Hưởng lên sóng giới thiệu cho bác một chiếc âm ly của Mazang có cái mã model là PM84D. Và tình trạng chiếc âm ly thì cập bến tại cửa hàng Bên Tuấn Hưởng trong tình trạng là zin nguyên bản. Cửa hàng Bên Tuấn Hưởng thì luôn luôn bảo hành, bảo zin xin trọn đời, phục vụ đam mê cho các bác. Với âm ly Mazang có cái mã model là 84D này có một cái công suất cực kỳ là khỏe lên tới 320W và công suất ra loa với trở kháng là 8 ohm là 100W trên một kênh. Nên là các bác có thể kết hợp thêm một con vang, một con mic để các bác hát karaoke gia đình nhà mình. Và đặc biệt âm ly thì có thể phối ghép được rất nhiều các dòng loa, loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu. Và với những dòng loa có bass 30 hay là thậm chí là bass 40 các bác nhé, công suất cực kỳ là khỏe. Và cái đời Mazang 84D này nó chạy bằng mạch class A nên là các bác nghe càng lâu cái mạch của nó càng nóng thì nó càng hay. Khi các bác mở volume lên khoảng tầm 9 giờ thì nó sẽ tự động chạy mạch class A, và các bác mở volume từ lúc 9 giờ đổ đi thì nó sẽ chạy mạch class AB tự động các bác nhé. Đấy, dòng này nó sử dụng với là con sò MOSFET. Đấy, các bác thấy cái chữ MOSFET đây không ạ? Sử dụng với là con sò MOSFET lên đường tiếng của chiếc âm ly thì rất là hay. Đấy, các bác nghe rồi, các bác chơi những âm ly có chạy những con sò MOSFET rồi, các bác đã biết chất âm thì cực kỳ là hay, cực kỳ là chi tiết. Và một điều nữa thì em Tuấn Hưởng cũng xin được nói luôn trong buổi điểm trừ chiếc âm ly trong buổi tối ngày hôm nay, đó là do cái công đoạn vận chuyển các bác ạ, nó có bị một chút gọi là vết chầy rất là nhẹ đây thôi này. Đấy, và một hai cái vết gọi là vết chấm li ti, chấm vết gọi là vết cọ sơn của nó là một hai vết lông mèo lông chuột đây thôi các bác nhá. Đấy, thì các bác nhìn thật tinh thì nó chỉ mới thấy được cái vết lông mèo lông chuột của nó thôi, còn các bác nhìn thì nhìn thoáng qua thì không hề có thấy cái vết lông mèo lông chuột của nó đâu ạ. Và đặc biệt âm ly thì có chỉnh bát chép ba lăng cân loa trên máy này, chỉnh bát chép riêng biệt hai vế trái và phải các bác nhá. Có rất nhiều các cổng đường vào cho các bác ăn chơi như CD này, Polo, Tulu, AUX1, AUX2 và cổng tép 1, tép 2. Đấy. Dòng này thì các bác có thể cũng chơi được một hai cặp loa cùng một lúc 1 và 2. Đây là speaker các bác nhá. Thì các bác chơi với một cặp loa thì các bác cắm cổng 1 thì các bác ấn cái nút speaker 1 vào. Đấy, hoặc là các bác chơi cầu 2 thì các bác ấn cầu 2 này vào. Rất là dễ sử dụng. Và nguồn điện của chiếc âm ly thì là sử dụng với nguồn điện là 100V. Âm ly thì cửa hàng Bên Tuấn Hưởng thì đang để cho bác mức giá tốt nhất thị trường các bác nhé. Mức giá cực kỳ là tốt. Đấy. Và hai bên hồi sử dụng với cái hồi bóng piolo này. Hai bên hồi sử dụng với cái hồi bóng piolo các bác nhé. Đấy. Hồi bóng cực kỳ là đẹp luôn. Rất là đẹp. Và đây cũng như là phần hậu chiếc ly đây các bác nhá. Máy móc thì cửa hàng Bên Tuấn Hưởng thì bao zin cho các bác rồi, bao zin bao đẹp cho các bác. Đây là cái phần hậu phía đằng sau đây ạ. Đấy, đây là cầu loa các bác nhá. Dòng này thì các bác chơi được rất nhiều các dòng loa. Đấy, AC sử dụng với nguồn điện là 100V, công suất là 320W. Make in Japan này. Các cầu cắm chân hoa sen có rất là sáng. Đấy. Dây nguồn zin. Và em Tuấn Hưởng thì cũng xin được báo giá luôn trong video clip buổi tối ngày hôm nay. Đó là chiếc âm ly Mazang có cái mã model là 84D này. Cửa hàng Bên Tuấn Hưởng đang để giao lưu cho bác mức giá chỉ có 10 triệu đồng thôi. Và cái mức giá này cửa hàng Bên Tuấn Hưởng tin chắc là cửa hàng Bên Tuấn Hưởng để cho bác giao lưu mức giá tốt nhất của thị trường so với thời điểm hiện tại các bác nhé. Mức giá này cửa hàng Bên Tuấn Hưởng cũng có bao gồm phí ship toàn quốc cho bác rồi. Và video clip buổi tối ngày hôm nay cửa hàng Bên Tuấn Hưởng cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác bớt chút thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.